Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem lòng thành kính được theo đám mây hương, Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, nguyện trọn đời giữ đạo, hao tự tánh làm lành, cùng phát rơi chúng sinh, cố Phật tử gia hộ, Bồ Đề viên cố, tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, sống quay về bờ ra. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy trọn một niệm, rất sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức khiêm khổng cùng tận, phận chúng sanh cánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đê sầu bí đạo sàng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy chí tâm đảnh lễ. Nam mô Bổn Hư Không Biến Pháp Giới Qua Hiện Vì Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiển Tánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Tây Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đường Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chỉ Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Phật tử Thanh Tùng Minh Đức Thành, Phật tử Thủy Dương Diệu Đức Thoát, ngày lành tháng tốt, ngày buồn tháng tiền lạy Phật Pháp Tăng, Thường Trụ Tam Bảo Tụng Kinh Dược Sư Trang 143. Xin các quý Phật tử tu học tinh tấn niệm mật khóa lễ cảnh đản được viên mãn thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính dường sư tất thảy cùng kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Tất thảy cùng kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Tất thảy cùng kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Hướng còn nhập niềm tin vững vàng, vậy hướng cầu xin mở mang, giải thoát hướng đường nhẹ nhàng an vui, khi kiến hướng giác ngộ rồi, tự giác tha giác đời đời độ sinh, biến mây khắp cõi lùng linh, mười phương Tam Bảo chứng minh cúng dường.
tất thảy cũng dày cũng đến các lòng tin lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương. Đấng bùa pháp cao siêu khôn kể, ba cõi xanh không thể ai bằng. Thầy khắp trời người dẫn đường cha lành bốn, mười phương tôn thờ đều một niệm nương nhờ chánh pháp mà năng diệt trừ nghiệp nghiệp ba kỷ, xưng dương đức hạnh từ bi ca ngợi ức kép không khi nào cùng. Phần chúng sanh cánh thường trong lặng, đạo cảm thông thật trà lễ bàn, lưới đê sầu bí đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, tướng bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy. Án phà nhật là Phật, án phà nhật là Phật, án phà nhật là Phật. Chí tâm đảnh lễ tối thắng thế giới vạn ý thầm chứng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ diệu thảo thế giới Quan Âm tự tại Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ vô ưu thế giới tối thắng ca tưởng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ viên mãn thế giới kim sắc thành tựu Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ tịnh liêu ly thế giới dược sư liêu ly quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ dược sư bản nguyện công đức kinh. Nhất tâm đảnh lễ nhật quang biến siêu bồ tát. Nhất tâm đảnh lễ nguyệt quang biến siêu bồ tát. Nhất tâm đảnh lễ thành tịnh đại hải trung bồ tát. Còn nay khắp vì bốn ân mà cõi khắp với chúng sinh tất nguyện đoạn chửa tam chướng quỳ mệnh sám hối. Đệ tử chúng đẳng chi tâm sám hối, xưa kia con đạo bao nghiệp mang, do ba độc tham sân si tự thân ý phát sinh ra. Hết thảy con nay cầu sám hối, tạo nghiệp chướng sâu nhường ấy, hãy đều tiêu diệt được em vui. Thiện niệm cùng khắp trong cõi phàm, cộng độ chúng sinh chẳng phải lùi. Sám hối phát nguyện rồi quy mạch lễ dược sư Tam Vương Tam Bảo. Sám hối phan nguyện rồi tùy mệnh lễ dược sư liêu ly quang vương Phật cùng khắp bậc Tam Bảo. Sám hối phan nguyện rồi tùy mệnh lễ dược sư liêu ly quang vương Phật cùng khắp bậc Tam Bảo. Vừa bánh chiên đàn khắp trong cõi phàm đạo tràng thơm thay, hải hội chư Phật đều hay theo chỗ rằng quét đại mây trong lành. Ân cần giải tỏ làm thành làm thân chư Phật hiện hành độ cho. Nam mô hương vân cái Bồ Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Thần chú sạch khẩu nhầm án tu lì Ma Ha tu lì tu lì Tát Ma Ha án tu lì Ma Ha tu lì tu lì Tát Ma Ha án tu lì tu Ma Ha tu tô lệ tô lệ ma ha tô lệ tô tô lệ tát ma ha thần số sanh thân nhập án tô đa lệ tô đa lệ tô ma lệ
tam nghiệp án xa bà 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 chuẩn bà xa bà đàn bà xa bà bà chuẩn đồ hán án xa bà 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 chuẩn bà xa bà đàn bà xa bà 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 chuẩn đồ hán án xa bà 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 chuẩn bà xa bà đàn bà xa bà 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 chuẩn đồ hán thần số an thổ địa nam mô tam nán đa môn đà nấn đồ 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 địa vĩ cát bà ha nam mô tam nán đa môn đà nấn nán đồ 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 địa vĩ cát bà ha nam mô tam nán đa môn đà nấn nán đồ 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 địa vĩ cát bà ha à cũng rằng án là ngà nắng tam bà thà vận nhiệt là hầm án là ngà nắng tam bà thà vận nhiệt là hầm án là ngà nắng tam bà thà vận nhiệt là hầm án là ngà nắng tam bà thà vận nhiệt là hầm xa bà thẳng ở đường lâu sớm hiệu tụng kinh cửa thần đài hai hướng nguyện vương tiêu tội hết ba ngàn hóa vận rủ lòng soi hoa sen đầy trúc đầy thơm ngán quả trúc nằm trên đường tốt tươi giải kết tiêu tài thêm tuổi thọ vững vàng bản mệnh được an vui nam mô dược sư bản nguyện công đức kinh nam mô dược sư bản nguyện công đức kinh nam mô dược sư bản nguyện công đức kinh kể cài kinh phật pháp cao sâu rất nhiệm màu muôn đời khó gặp dễ hay đâu này nghe thấy được gì đủ chân nghĩa như lai nguyện hiểu sâu nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật kinh nói về công đức bản nguyện của đức dược sư lưu ly quang như lai đúng thực như thế chính tôi được nghe một thời bấy giờ mạc già phạm đi đổ các nước đến thành quảng nghiêm ngài dừng lại ở dưới cây âm nhạc cùng với tám ngàn vị đại bật số ba sáu ngàn vị đại bồ tát và các quốc vương các toàn đại thần các bà la môn các thầy cư thiền đồng bát bộ nhân và phi nhân đồng không kể xuất cùng kính nhiễu quanh nghe phật thuyết pháp là ngài mạn thủ sư lợi nương đi thần vật đường ngồi đứng dậy hở một vai áo đầu gối bên quỳ sát tận đất nhìn bạc già phản sắp tay bạch thằng thỉnh đức thế tôn ngài diễn thuyết danh hiệu sư phật và những đại công đức tuyệt vời của các đức thần cho những người nghe tiêu nghiệp trước vì muốn lợi lạc các loài hữu tình khi được phán chuyển bây giờ thế tôn tán tán đồng tử mạn thủ sư lợi hay lắm lòng đại bi ông khuyến tình ta nói danh hiệu sư phật bản nguyện công đức để bàn cho hết nghiệp chướng ràng buộc và làm lợi lạc các loài hữu tình thì tượng phán triệt ông hãy nghe kỹ ngẫm nghĩ thực theo ta sẽ nói đầy đủ sự lợi bạch rằng xin thế tôn nói chúng còn muốn nghe đức phật bảo ngài vận thủ sư lợi về phương đông cách ngày hằng hà xa số phận độc có một thế giới là tỉnh lưu ly đức phật cõi ấy hiệu là dược sư lưu ly
quan Như Lai ứng cung cảnh giác minh hành viên mãn diệt thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phù thiên nhân sư phật bạc gia phạm ông mạng thủ kỳ đức thế tôn dược sư lưu ly ứng cường Như Lai còn đương thực hành đạo hành bồ tát ngài đã phát ra 12 nguyện lớn khiến cho tình cầu gì được đấy. Nguyện lớn thứ nhất, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo chánh đẳng chánh giác thì tử thân ta sáng sừng soi suốt vô số thế giới vô lượng vô biên dùng 32 tướng trưởng phù 80 tùy hình để trang nghiêm thân khiến cho tình đều được tất cả như ta không khá. Nguyện lớn thứ hai, nguyện đời sau này khi ta đắc vô thượng bồ đề thì tự thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt không vết bẩn quang minh rộng lớn công đức cao vời thân khéo ở yên trong nước sáng tràng nghiêm hơn cả mặt trời mặt trăng chúng sinh tối tăm đều được bừng sáng đầu cũng làm được mọi sự như ý. Nguyện thứ ba, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo ta dùng vô lượng trí tuệ phương diệu khiến cho hữu tình đều được mọi vật thụ dụng vô cùng chẳng chúng sinh chỗ nào ngôn. Nguyện lớn thứ tư, nguyện đời sau này ta đắc đạo vô thượng bồ đề nếu có hữu tình tu hành ta đạo ta khiến an trụ bảo trong chánh pháp thành văn đồng giác tu đường an lập trong đạo đại thừa. Nguyện lớn thứ năm, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề nếu có vô lượng vô biên hữu tình tu hành phạm thì ta khiến cho đủ giới tam tổ ai chót phạm giới nghe tên ta rồi được tịnh giới chẳng vào đường ác. Nguyện lớn thứ sáu, nguyện đời sau này ta đắc đạo vô thượng bồ đề nếu những hữu tình thân thể kém mọi căn không đủ xấu xa ngu ngốc mù điếc ngậm câm què cặt còng lưng hóa hụt cuồng bao nhiêu tận khổ nghe tên ta rồi hết tẩy đều được để sáng suốt mọi căn đầy đủ. Nguyện lớn thứ bảy, đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề những hữu tình mắc mọi bệnh khổ không ai cứu chữa không chỗ nương tựa người thân thiết không cửa không nhà vần cùng khốn khổ một khi tên ta ngặt nào tai mọi bệnh đều hết thân tâm yên vui gia quyến tiền của thì đều phong túc rồi tu đắc đạo vô thượng bồ đề. Thứ tám, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề có thần gái thấy trầm nỗi sâu bức bách khổ não sinh lòng sán ngán bỏ thần gái nghe tên ta rồi thầy đều chuyển được thần gái thành sai đủ trưởng phu rồi tu đắc đạo vô thượng bồ đề. Nguyện lớn thứ chín, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề khiến những thoát trải lưới mà thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc nếu lạc vào các rừng rậm ác kiếm ta sẽ dẫn dắt lên đường chánh kiến rồi tu tập dần mọi hạnh bồ tát chống chứng được đạo vô thượng bồ đề. Nguyện lớn thứ mười, nguyện đời sau này khi ta đắc vô thượng bồ đề nếu những hữu tình bị pháp luật bắt trói buộc đánh đập giam cầm lao ngục bị tử hình và còn rất nhiều tai nạn khác nữa lấn hiếp nhục lo sầu nung nấu thân tâm chịu khổ nếu mà được nghe danh hiệu của ta đều được thoát hết thảy lo khổ. Nguyện lớn thứ 11,
đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, những hữu tình bị đói khát khổ vì muốn kiếm tạo mọi nghiệp ác, khi nghe tên ta chuyên tâm trì niệm thì ta hãy cho ăn uống rất ngon để nó thân đã, rồi sau ta cho ăn pháp vị để lập thành người rốt ráo an vui nguyện lớn thứ 12. Đời sau này khi ta đắc đạo tượng bồ đề, nếu những hữu tình nghèo không áo mặc, ruồi muỗi bứt rét khổ suốt đêm ngày, khi nghe tên ta chuyên tâm trì niệm thì tâm muốn gì liền được đủ thứ áo mặc thật đẹp, cả đồ dùng quý báu sang nghiêm, đeo hoa ước mương âm nhạc múa hát thì tâm thích gì đều được chu đắn. Này mạng thủ ơi, thế là 12 nguyện xuất nhập màu của Đức Quang Vương Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, khi ngài còn đương thực hành của bác, ngài đã phát ra những nhân công đức thăng nghiêm ở bên cõi nước của ngài. Nếu ta nói ra đến cả một kiếp hay hơn một kiếp cũng không hết được, ở kia một màu thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác thú và những tiếng khổ lưu ly làm đất, những thứ bạc vàng trang trí đường đi, tường thành cung điện lầu các, hiên cửa mảnh lưới đều bằng thất bảo, cũng như thế giới cực lạc phương đầy công đức nghiêm giống nhau, không khác. Trong nước có hai vị đại bồ tát là Nhật Quang Đứng Chiêu đứng đầu vô lượng các vị bồ tát, hai ngài lần lượt sẽ ngồi phật, đều giữ vững được kho báu chánh pháp của Đức Thế Tôn được sư lưu ly vương Như Lai. Này ông mạng thủ, nếu thiện nam nữ có tín tâm rồi thì bát nguyện tình thang phương đồng cõi tỉnh lưu ly đức phật bảo mạnh thù sư vậy, có những chúng sinh chẳng biết thiện ác, chỉ ôm cái lòng tham lam keo bẩn, chẳng biết đô thi những phúc bao của hạnh đô thi, ngủ sĩ công sĩ tiêu mất tinh cần tích chưa bài vật, kẻ đến xin tâm họ chẳng mừng, khi bất đắc dĩ họ phải đô thi coi như thắt, rất là đau tiếc. Lại có lắm kẻ tham lam bòm sẻn tích chữ tiền của bản thân, còn chẳng tiêu dùng huống chi dám cho cha mẹ vợ con, tôi đòi sai khiến và kẻ đến xin những hữu tình, đến khi bệnh chung sinh làm ngạ quỷ hoặc làm bàng thân, nhưng nhờ thừa xưa đã từng tặng nghe danh Thế Tôn dược sư lưu ly quang vương Như Lai, thì chợt đến danh hình hiệu của ngài liền được ra khỏi vòng, lại được làm người nhớ được mạng sở khó ác tu, chẳng ham dục là thích làm bố thí, khen người bố thí có những gì đều không tham tiếc, dần thả đem cả đầu mắt chân tay máu thịt mình cho kẻ đến xin, huống chi còn tiếc đến tài vật nữa. Còn nữa mạn, nếu những hữu tình kẻ phá thì là kẻ phá quỹ tắc, kẻ phá sinh kiên, kẻ bỏ đa văn. Để hiểu rõ nghĩa sâu trầm kinh, có kẻ đa văn lại tăng thượng mạng, vì tăng thượng mạng che lấp tâm rồi chê người phỉ báng chánh pháp, làm bạn với mà những người như thế, tự mình đi vào con đường ta, còn làm cho vô lượng thiệu hữu hữu tình cùng theo xuống hô, hiểm sâu trôi quanh trong vòng sinh tử địa ngục bằng sinh quỷ thú. Nếu mà được nghe danh hiệu Thế Tôn dược sư lưu ly quang vương Như Lai, ác hạnh tu mọi thiện pháp chẳng đọa ác tu, kẻ nào chẳng thể bỏ ác tu, thiện phải đọa ác tu, nhờ sức của Đức Thế Tôn khiến được bạn nghe danh hiệu của ngài liền được làm người chánh kiến, tình kiến xuất gia trong pháp Như Lai, không hề bị phạm hiểm nghĩa rất sâu, chẳng tăng thượng chẳng bán chánh ra, chẳng bạn với mà tu hạnh bồ tát chẳng được vẹn tròn. Còn dù nếu những hữu tình tham lam ghen ghét khen mình chê người, sẽ đọa đường ác mấy nghiệp mọi cực khổ hạn hạn ấy, rồi lại làm thân sâu đòn đánh đói khát khổ nhập sở nặng, đi xa hoặc được làm người lại phải chịu thân, tôi đòi hạ tiện mất quyền
Và nếu những kiếp chân đã từng được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai bởi nhân lành ấy này, nhớ đến dốc lòng quy y, nhờ thần lực Phật giải thoát mọi khổ mọi tâm âm lực. Kệ đa văn thường cầu thắng pháp, thường gặp bạn liền dứt hẳn lưới mà đập vỡ cái vỏ vô minh bừng tối. Phiền não giải thoát hết tẩy sanh và bệnh chết, lo sầu khổ não còn nữa mạn thù nếu những thích gây ngang ngược đánh nhau kiện nhau làm cho não loạn cả mình của người đem thân miệng ý tạo thêm mãi ra bao nhiêu nghiệp hại lẫn nhau hồ triệu các thần cây rừng mà núi rồi giết chúng sinh lấy thịt cúng tế bạn kỳ dược xoa la sát viết tên kẻ thù làm mình kẻ thù vẽ phù chú ác để mà nguyên dục mùa thuốc bằng ô kỳ nhập vào thầy chết đứng dậy sai đi giết hại thân mạng người ta tình ấy nếu mà được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai thì sự kia đều chẳng hại được lần lượt nét tẩy đều khởi từ tâm tha thứ khoan dung không còn đại hạnh niềm thù tâm lành vui vẻ mọi vận tụ dụng tự cho là đủ chẳng lấy của nhau mà sẽ cùng lợi ích cho nhau còn nữa mạn thù nếu có bốn chúng bật xô như ô ba sách ô ba tư ca và những tỉnh tín thiện nam thiện nữ ai mà giữ được tám lần thai giới trong ba tháng hoặc đủ một năm để làm thiện căn nguyên sinh thế cực lạc phương tây cầu nghe chánh pháp vẫn vô lượng an nhưng chưa quyết nếu mà được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai thời kỳ lâm sẽ có tam vị đại bồ tát là văn thù sư Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát Bảo Đàn Hoa Bồ Tát Dược Vương Bồ Dược Thượng Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát đứng ở trên không chỉ đường tiếp Ngài tự nhiên thấy mình hóa sanh trong đám hoa báu nhiều màu đẹp ở cõi an lạc hoặc sinh lên trời phúc lành chưa hết lại xuống nhân gian làm chủ vâng coi cả bốn châu vì đức tử tại giáo hóa yếu tình khiến tu tầm nhiệt sinh vào dòng hàng sát la lợi hàng bà la môn cư sĩ đại gia rất nhiều của kho tàng đầy đức hình tướng tốt đẹp quyến thuộc đông đủ thông minh trí tuệ oai hùng như đại lực sĩ nếu là nữ nhân được nghe danh hiệu của đức Thế Tôn Dược Lưu Ly Quang Vương Như Lai dốc lòng trì niệm thì sau chẳng phải làm thân gái nữa mà sư lợi khi đức Thế Tôn Dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đắc đại để do sức bản nguyện ngài thấy hữu tình mắc nhiều bệnh khổ gầy còn co bắt cháo sốt vàng hoặc bị trúng độc ma bị trùng cổ hoặc bị chết non hoặc bị chết buồn muốn khiến cho những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ ngài liền nhập định diệt hết khổ não cho sinh từ nơi nhục kế phóng đại quang minh diễn nói thần chú đại đà la ni Nam mô Bản Đà Bản Đế Bệ Sát Xả Lụ Đô Thích Lưu Ly Mắc Lập Na Hắc Sa Xả La Mắc Na Yết Na La La Hắc Đế Tâm Lược Tâm Lột Na La Mắc Điệp Tha Ấn Bệ Phát Đề Bệ Bệ Sát Xa Tâm Lột Yết Đế La Nói Thần Thú Rồi Thái Đất Chúng Đồng Hết Tẩy Chúng Sinh Bệnh Khổ Đều Trừ Vui Yên Ổn Này Mạn Thù Ơi Nếu Thấy Ai Bệnh Khổ Thì Nên Nhất Tâm Vì Người Bệnh Tắm Gội Xúc Miệng Tụng Bài Thần Thú 108 Lượt Vào Các Thức Ăn Và cả vị thuốc hoặc và nước lọc không có vi trùng rồi đem cho uống bệnh hồ liền tiêu hết cầu gì dốc lòng tụng niệm cũng đều được cả lại thêm chống đầu ăn mạnh vui vẻ mạnh trung sinh về có định nhiên ly được vô bất tái bởi thế cho nên nam tử nữ nhân rất bằng cung đức phật giờ sơ đều ly quang vương như lai nên giờ gì chú thế để bán quên lòng nữa mạnh dù nếu có định năng nữ nhân nhập nghe tất cả danh nghiệp của đức giờ sơ đều ly quang vương như lai ứng chứng cảnh rồi nghe thì chúng ta sáng sớm đức giải sửa tâm tắm rồi xúc miệng thân phải cần các hòa thượng hương đốt hương đồ và các âm nhạc cũng làm được và thanh thương này ra và tự mình biết và bằng được biết nhất tâm nghe nghe nếu ở những nghĩa đôi với pháp sư cũng làm đầy đủ để chúng tôi như thế liền được chữ bận hộ niệm cầu gì cũng được cả đến đạt quả bồ đề bấy giờ đồng tử mạng thù sư lợi bạch bức bạch trần lại đức thế tôn được lời phát triển quan thế quan ngang kiến cho đỉnh tín được nghe danh hiệu thế tôn được sư lưu ly quan tôn như lai cả trong đủ cũng đem nghiệp và tài giác ngộ và tài bạch đức thế tôn nếu ai chỉ được đọc thực kinh này đến các cai thị và được tự mình biết gặp bảo người biết ông kính chính là ngôi ngoài ông bột ông đốt ông đôi và ai nhạc và vấn đọc âm nhạc lấy sẵn những sắc đồng túi dựng kinh quách
đúng lắm ông bạn thú ơi. Nếu có thiện là nam thiện nữ tịnh chín môn đập cũng là nước Phật giờ xưa lưu liên văn bên Như Lai cần phải tạo hình tượng ngài lập tòa thanh tịnh mà thức tượng lên cả các thứ và đốt các thứ hơn giảm ban trang nghiêm để đêm giữ đủ tám phần trai giới nghiêm túc ăn uống thanh tịnh tắm gội sạch thường áo mặc thanh tịnh tâm không bẩn vực không chút giận dữ không hão hại ai cùng nhau bình đẳng lợi ích yên vui từ bi hỉ xả đám hát tán than nhiễm quanh tượng vật về tay về nhiễu độc dầu phụng quanh ngày suy nghĩ nghe kinh rồi đem diễn thuyết khai thị cho người. Vì muốn cầu gì cũng được sống lâu, cầu giàu có, được cầu gió, cầu quan trúc, được quan trúc, cầu con cái, được con cái. Người nào cũng mộng thấy, em mộng ác, em những hình tướng ác và chim quái ác ở đâu đến đâu có lắm sự điềm cở hiện ra người ấy. Em đem các thứ nhiệm màu trí tâm cung kính cúng dường thế tôn giật sư lưu ly quang bên Như Lai thời những điểm ác biến mất hết tiết. Nhiều tai giả nặng hoặc có sự sợ hãi kỷ và binh đao độc ác kỷ nghèo voi giữ sự tử. Ấy gấu báo sắm chết đập á sầu bỏ thì mỗi nếu có giúp làm niệm danh hiệu Phật cung kính cũng rằng hết tài sợ hãi đều được giải thoát. Nếu có nước cao sầm lấn quay rối gặp nước phản loạn thì nếu người cung kính niệm đức giờ sư thì cũng được giải thoát. Còn nữa mạng thù nếu có những người thiện nam thượng nữ lòng tin chân tình cho đến hết đời chẳng thờ thần các chỉ giống một lòng khi gặp pháp tăng tới cấm nằm giới mười giới bốn trăm năm mươi giới hai trăm năm mươi giới bậc sô năm trăm giới bậc sô ni lỡ có hủy hoại sợ ác là hai nên truyền nhận thành nghiệp đức Phật cùng kính cũng giản thì quyết chẳng sinh vào ba đường ác hoặc có đàn bà tới khi sinh đời chịu rất đau khổ hoặc rất lòng niệm Phật lễ bái tán thán cùng kính cũng giản mọi đau khổ đều tiêu trừ hết. Đứa con sinh ra thân phận là đầy đủ hình sắc tốt đẹp ai nấy cũng vui mừng là nhanh nhẹ thông minh nghe yên ổn ít bệnh không bị phi nhân đoạn mất tinh khí. Bây giờ thế tôn bảo A Nan rằng người ta khen ngợi công đức lớn lao tôn giật sơ lưu liên quang bên Như Lai chỉ chỗ làm cực sâu rộng của các đức Phật có hiểu sống suốt lắm ông có tin công A Nan bạch phần chẳng hoán nghi là sao vì ba nghiệp thân ngữ ý và hết phải sư vật đều thanh tịnh cả lại đức thế tôn bằng nhật người kia có thể rơi xuống núi diệp có thể nghiêng đổ được nhưng lời sư vật nó không sai khác được bạch đức thế tôn có những chúng sinh chính căn chẳng đủ nghe nói thần lực rất tâm xấu xa của đức Phật mà nghĩ ra làm gì chỉ niệm danh hiệu của đức giật sơ lưu liên quang bên Như Lai mà được ngay những thắng lợi nhiều đến như thế vì chẳng tin nên sinh ra phỉ báng người đó ở chỗ đêm dài cũng mịt mất nét đời lạc đạo các đường ác chuyển mãi không cùng Phật bảo A Nan những hữu tình ngay danh nhiều giật sư lưu ly quang bên Như Lai giấc mầm chỉ niệm chẳng sinh nghi mà thì không khi nào phải đọa ác thú này A Nan ơi chỗ làm rất sâu của Phật khó tin lắm khó hiểu lắm ông này mới tin được là nhờ lực Phật thanh ban độc giác và các Bồ Tát chưa lên ngôi địa thì đều chẳng tin hiểu được đúng như thật chỉ trừ Bồ Tát nhất sinh của xứ này A Nan ơi được người đã khó lắm nếu biết kính tình tôn trọng tam bảo cũng là khó lắm được nghe danh hiệu được sư lưu ly quang bên Như Lai thời lại khó hơn này A Nan ơi những hành ngực những công đức lớn lao của đức thế tôn được sư lưu ly quang bên Như Lai nếu ta nói suốt một kiếp hay hơn một kiếp nếu mau kiếp hết thì những hạnh nguyện tôn tiện của ngài vẫn không cùng thật là trong chúng bây giờ có đại Bồ Tát tên là cứu thân liền từ chỗ ngồi đứng dậy thở bên hữu quỳ gối bên hữu xót xuống tận đất cúi chóc mình bạch đức thế tôn khi động phát triển chúng sinh hoạn nạn là khốn khổ yếu đau ốm đau gầy mòn chẳng ăn uống được cổ giá khô môi thấy các vương tối tướng chết hiện ra cha mẹ thân được bèn ngước súng thần đấy sứ giả đến dẫn vua Diệp Ma mới hay hữu tình nào có thần câu xin chép đủ một đời tội ác và các phúc lành vua Diệp Ma y theo bản phúc trình xét đòi xử đoán nếu mà thân quyến thảy vì người ốm quy thế tôn dược sư lưu ly quang bên Như Lai thảy cái chúng tăng trên đọc tụng kinh ngày đốt đèn bảy tầng treo lá phấn làm thần năm sắc nối mạng hoặc đủ 7 ngày hoặc 21 ngày 35 ngày hoặc 49 ngày thần thức người bệnh trở về đi như chiêm bao tỉnh tự mình nhớ được những ngọt quả báo của các nghiệp thiện và bất nhiên nhận và chờ đến chết chẳng dám làm ác vì thế tịnh tín thiện nam tín nữ đều chỉ niệm danh hiệu thế tôn giật sơ lưu liên quang bơ Như Lai từ sức mình mà cung kính cũng rằng bây giờ A Nan hỏi ngài cứu thoát bạch thiện nam tử cung kính cũng rằng đại đức thế tôn giật sơ lưu liên quang bơ Như Lai đèn phước nối mạnh làm như thế nào ngài cứu thoát nói kính bạch đại đức nếu có người ốm muốn thoát khỏi bệnh khổ nên vì người ấy 7 ngày 7 đêm thụ bát quan sai vì lực cúng dường các bậc sô tăng đêm ngày 6 trời buổi lễ bái hành đặc cung kính cúng dường đại đức thế tôn giờ sư lưu lý quang bương Như Lai đọc tụng kinh ngày 49 lượt tạo 7 pho tượng bằng hình tượng giờ sư trước mỗi một pho tượng thắp 7 ngọn đèn mỗi ngọn đèn phát sáng bằng bóng xe suốt 49 ngày không khi nào cắt làm một lá với ngũ sắc và dài 49 gan tay phải đem phóng sinh các loài cho đủ 49 thứ thời có thể qua tai nạn như cách chẳng bị chết uổng ác quỷ hãm hại này A Nan ơi nếu có ác thú tai nạn khởi lên nhân dân tật bệnh nước khác lấn bước trong nước phản nghịch tinh tú biến quá nhật nguyệt nhật thực nguyệt thực mưa gió trái mùa đến mùa chẳng mưa các vua quán đỉnh và sắt đế lợi bây giờ đối với hết tẩy hữu tình khởi tâm từ bi tai những tù tội những pháp cũng giảng đại đức thế tôn
đều đều quang vương Như Lai bản nguyện công đức khiến cho cả nước liền được yên ổn, mưa gió thuận hòa, lúa cấy được mùa hết tảy, không bị bệnh vui mừng, trong nước không còn những thần bạo ác dở xa não hại thảy đều biến mất, các vua quan đỉnh và vua sắc đế lợi sống lâu mạnh khỏe lợi ích đều tăng. Này A Nan ơi, vua quan nhân dân bệnh khổ ách nạn cũng nên dựng cây phướn thần năm sắc, thắp đèn tiếp sáng, phóng sinh các loại hương hoa cũng vật bệnh được khỏi hết nạn, nạn đều giải thoát. Bây giờ A Nan hỏi ngài kính thoát mọi người đã hết sau, tăng thêm kính bạch đại đức ngài há chẳng nghe Như Lai nói về chín thứ chết uổng bởi khuyên làm đèn phướn nói mạnh mọi tu mọi phúc đức chín thứ chết uổng ấy là gì? Những nếu những hữu tình bệnh nhẹ mà không được không thầy không thuốc không người trông nom hoặc có thầy lại cho trái thuốc thực chẳng đáng chết mà phải chết uổng, lại tin các thầy ta ma ngoại đạo yên nghiệt ở đời nó nhảm mọi phúc sinh ra sợ chẳng điệp vui xem bói thấy xấu giết người chúng sinh, giết nhiều chúng sinh cấm bái thần thánh cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc muôn mong mọi sống thêm mà chẳng được ngu si vẫn mặc mê tín tà kiến thành ra chết uổng, mọi đọa vào địa ngục trải trong nghìn kiếp như thế gọi là một thứ chết uổng, hai là bị phương pháp xử tử, ba là bị kẻ săn đánh trời bời say đắm tiểu sắc công rung rỡ quá độ bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí thành ra chết uổng, bốn là chết cháy, năm là chết đuối, sáu là chết vì các loại ác thú cắn mà ăn thịt, bảy là chết vì ngã xuống sườn núi, tám là chết vì chúng phải đốt độc bùa chúng nghiền rủ thay và đứng dậy các thứ sát hại, chín là bị đói bị khát uốn cổ ăn uống được mà phải chết uổng. Đây là Như Lai nói chín thứ chết uổng như thế, còn nhiều vô số các thứ chết uổng sao nói cho giết. Còn nữ A Nan vua Diêm Ma kia chủ lĩnh ghi sổ và tên trên thế gian, nếu những hữu tình phạm những tội như vậy bất hiếu ngũ nghịch phá nhục tam bảo phá hoại vô quan hủy tín thế tín giới vì vua Diêm Ma vì tội nặng nhẹ xét mà xử phạt, vì thế ta nay khuyên những hữu tình thắp đèn treo phướn phóng sinh tu phúc cho thoát khỏi khổ ách chẳng gặp tai nạn. Bấy giờ trong chúng mọi có 12 vị đại tướng dược xoa đều ngồi ở hội, các vị ấy là đại tướng Cung Dì Ly và trên là đại tướng Mesila, đại tướng An Để La, đại tướng Át Nễ La, đại tướng San Để La, đại tướng Nhân Đạt La, Ba Silila, đại tướng Ma Hổ La, đại tướng Chân Đạt La, đại tướng Siêu Đổ La, đại tướng Tỷ Yết La, mỗi vị đều có 7.000 dược xoa để làm quyến thuộc, đồng thời bạch Phật là Đức Thế Tôn nhờ uy lực Phật được nghe danh hiệu dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai chẳng còn phải sợ những nơi ác thú, chúng còn bảo nhau trọn đời một lòng quy Phật pháp tăng tam bảo thề xin gánh bác cái tẩy hữu tình làm việc nghĩa lợi nhiều ích yên vui ở bất cứ chỗ nào thôn quê thành thị rừng cây vẳng lặng có kinh này ban phát đến nơi đó có ai thụ sĩ danh hiệu tôn dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai cung kính cúng dường quyến thuộc chúng con hộ vệ người ấy kiến cho giải thoát hết tẩy khổ nạn, có cầu nguyện gì cũng đều được như ý, những khi bệnh khổ ách nạn phải nên đọc tụng kinh này chỉ lấy ngủ nghe ngắt kết thành chúng con được nghe như nguyện rồi sau sẽ cởi ra Thế Tôn khen ngợi. Hay lắm, hay lắm, đại tướng dược xoa các ông nên nhớ báo ân Thế Tôn dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai thường nên nhớ ý kiến vui hết thảy hữu tình. Bấy giờ ngài A Nan lại bạch Phật rằng lại Đức Thế Tôn dạy cho chúng con tên của pháp môn này và phương pháp trì tụng. Phật bảo A Nan kinh có ba tên, một là kinh dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức, hai là kinh 12 đại nguyện tướng dược xoa ủng hộ thần chú lợi ích hữu tình, ba là kinh bạt trừ mọi thứ nghiệp chướng nên phụng chỉ đúng nghĩa như thế. Khi bà già phạm nói lời ấy rồi các bậc đại bồ tát và đại thanh văn quốc vương đại thần bà la môn cư sĩ thiền lâm dược xoa càn thát bà a tu la khẩn na la ma hầu la giả nhân bà phi nhân hết thảy đại chúng nghe lời Phật nói thảy đều vui mừng tin chịu vâng làm kinh dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện ông đức kinh. Đại hội lớn dược sư thần quang soi sáng rực, tám vị đại bồ tát nguyện cùng lắng các tường bảy đức Phật tuyên dương nhật nguyệt chiếu hồi quang mông đạo an khang. Dược sư Phật tiêu tai viên thọ, dược sư Phật 12 đại tướng dược xoa tuyên truyền giúp Phật để mà độ sinh chỉ ngũ sắc kết nên danh cầu nguyện vạn sự ác tẩy chu viên rửa sạch mọi hối ăn khuyên thang linh phúc tỏ vẹn tràn. Nam mô bà già bạt đế bệ sát giả ngũ đô thích lưu ly bát lạc lá hát xa xa a la a đế tâm được tâm độc bà la lát địa tha án bệ sát tề bệ sát tề bệ tâm độc yết đế tá hà. Nam mô bạt bà bạt đế bệ sát giả ngũ đô thích lưu ly bát lạc lá hát xa 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 lát bà la a đế la a la a đế tâm độc bà la lát địa tha án bệ sát tề bệ sát tề bệ sát xa tâm độc a la a. Nam mô bạt bà bạt đế bệ sát giả ngũ đô thích lưu ly bát lạc lá hát xa 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 lát bà la la a la a đế tâm địa tâm độ bà la đắc địa tha ấn bệ phát thề bệ tâm một ít đế ta hờ giải thế giải thế giải văn thế nhiệt sướng bao đời.
đại Bồ Tát hành tâm bất nhã ba la mật đa thời xứ kiến ngũ hành giai tâm độ nhất thiết khổ ách xa lời thì không gom bất dị sát sát tất dị không gom bất dị sát tạo thành hành tất dị cũng như thị xá lợi dị tâm bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố cầm trung bồ sát bồ tạo thành hành tất vô nhãn ni thiệt bồ thành ngừng thị xuất pháp bồ nhãn rơi nai trì bồ ý thức sơ bồ bồ mình giới bồ bồ mình đặt nai trì bồ lão tử phần bồ khổ thập diệt đạo bồ bồ đề bát đại y bát nhã ba la mật đa cố đắc ca nậu đa la tham nhược tam bồ đề cố chi bát nhã ba la mật đa thị đà thần chú thị này bồ toàn thần chú thị bồ đẳng đẳng chứng năng từ nhất thiết cửa thần đợt bất tử cố thiết bát nhã ba la mật đa thích chu thiết thiết đê đê bà lai đà thần nhất đê bồ đề tam bà la mật đa bát nhã ba la mật đa thích đê đê bà lai thích đê bà la thần nhất đê bồ đề tam bà la mật đa thích đê đê bà la thích đê bà la thần nhất để tham mà bát nhã ba la mật đa đồng phương đức giáo chủ giờ sự đại ý vương phát mười hai nguyện lớn bốn chín ngọn đèn vàng soi đàn tràng khang khắp bảy bảy đức chân hưởng cùng tán lễ tỉnh lễ hết nạn được thọ trưởng nam mô đồng phương giáo chủ giờ sự lưu ly quang đồng thần nam mô đồng phương giáo chủ giờ sự lưu ly quang đồng thần nam mô đồng phương giáo chủ lưu ly quang đồng phật à. Hôm nay các vị chư thiền thiền địa quỷ thần ngạ quỷ hà sa, hôm nay các vị thiền thần chư thiền thần thánh Việt Nam quốc thường linh ý thủ là một tiền hạ địa chủ chư thiền thần thánh Việt Nam quốc toàn phủ cộng đồng tứ phủ văn linh về đây chắp tay cúi đầu đảnh lễ thần linh thổ địa tác phủ thần quân thanh long và tổ chú huyền vũ thần quân tam đa phúc lộc thọ. Các vị hãy lắng nghe tôi đây, các vị thần hãy lắng nghe tôi đây. Người đến trước đứng trước, người đến sau đứng sau, ngày ngắn chỉnh tề xiêm mi lễ mão y phục chắp tay cúi đầu đảnh lễ đức Như Lai dược sư lưu ly quang vương phật. Các vị cùng tôi niệm hổng danh nha, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật, nam mô tiểu tài diện thọ dược sư phật,
Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật. Nam mô Tiểu Tài Diện Thọ Dưỡng Sư Phật.
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Nhật Quang Biến Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biến Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biến Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiêu Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Tụng kinh hạnh tuyệt vời công đức, hồi hướng con nguyện khắp chúng sinh đang chìm trong biển hữu tình, sớm sang cõi tịnh quang minh Si Đà. Nguyện trừ sạch cả ba niệm chướng, trí tuệ quán vô lượng sáng ngời, hành đạo Bồ Tát đời đời, nguyện sinh tịnh độ thoát nơi cõi phàm. Ngồi chín phẩm xanh làm cha mẹ, hoa nở rồi thánh sẽ tiến nghình, thấy vật uyển chứng vô sinh, bạn cùng Bồ Tát đồng hành không lùi. Tam quỷ các vị chư thiên thần linh tổ địa sơn thần và sứ thành hoàng thọ tổ hướng linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh đồng bào tử nạn hướng linh phát tổ kỳ huyền bách gia trăm họ họ Nguyễn Khắc họ Nguyễn Văn họ Nguyễn Như họ Nguyễn họ Bùi họ Phạm họ Trương họ Vũ họ Hoàng họ Chu họ Trần họ Cân họ Đặng họ Giãn họ Đoàn họ Đinh họ Lê họ Hà họ Cao họ Kiều Cẩm họ Đăng họ Đỗ họ Trừ họ Phùng họ Quất họ Thi họ Kiệt họ Lưu bách gia trăm họ tiền chủ họ chủ các vị hãy lắng nghe tôi đây. Toàn gia trái chủ kỳ quán các vị hãy cùng tôi hôm nay
sư, xin được chắp tay cúi đầu đảnh lễ sắc thân không ngỏm. Khi hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc, dật sư lưu ly quang à, tịnh lưu ly nam, toàn quy tử quy vật, đương nguyện chúng sinh thế theo đạo cả phát lòng vô thường. Ở quỷ pháp đường nguyện chúng sinh thấu do kinh đại trí huệ như thế này. Tự quỷ tăng đường nguyện chúng sinh năm ly này, tất đẩy vô ngại, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tứ thần phủ mẫu còn tại thế. Đợt tài quan ách bốn sư khẳng linh thọ trường Nguyễn Khắc Tiên Bùi Thị Nụ Nguyễn Văn Cú Nguyễn Thị Năm sư khẳng linh thọ trường có Nam Mô A Di Đà Phật. Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sinh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di